Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại là mình đang với cả bạn Vi và bạn Đan đi chơi trên đồi này. Ở trên đồi này rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đấy. Vi có sợ ngã không? Đan cẩn thận nhá, tí rơi xuống dưới nhá. Đây, các bạn này đang chơi xích đu này. Đấy. Thận nhá, thì ngã ấy. Đấy. Vi có dám chơi không Vi? Sợ à? Con sang bên kia cho nó lạnh. Tí nữa rơi xuống thì nó phát xuống. Ở đây có cả bàn học à? Là cái roi. Hả? Cái roi. Cuối cùng là cái roi ấy. Cái đấy là cái gì đấy? Cây đũa thần à? Hả? Con biết. Con này là con gì đây? Con giun. Hả? Con giun. Con giun dài hết nhỉ. Sợ con giun không? Vi có sợ con giun không? Hả? Sợ giun bò vào người à? Ui các bạn ơi, dưới này có mấy con khủng long này. Trời ơi, sao ở trên đỉnh núi như này lại có khủng long nhờ? Nó còn đang cắn nhau kìa. Ui, nhiều khủng long sợ thế. Hai con cổ dài. U bạn Vi thấy dưới này có con cá sấu này. Ui bạn Vi và bạn Đan bị khủng long đuổi kìa. Chạy về đây nhanh lên hai bạn ơi. Ui các bạn ơi, ở dưới kia có bốn con trâu kìa. Trên này rất là nhiều trâu các bạn ạ. Bốn con liền. Ui sao tự nhiên có con khủng long như này. Ui đừng làm hại mấy con trâu nhá. Ui sợ thế. Ui các bạn ơi, đằng trước này có một con khủng long này. Vi thấy không? Kìa to chưa kìa. Ui con khủng long đang chơi trò chơi này. Ui lại còn có cả con hổ nữa kìa. Cả cá sấu nữa kìa. Cá sấu thì đang chọn cá chuột. Đấy, con cá sấu còn biết nhảy múa kìa. Đấy, hôm nay con khủng long với con hổ với cá sấu hôm nay biểu diễn văn nghệ sao ấy. Biểu diễn văn nghệ. Đấy. Đây, ở đây có cả cầu trượt này. Nào chơi cầu trượt theo nào. Vi không dám trượt à? Sướng không? Ở trên này có mấy cái lồng chim này các bạn này. Đấy. Ui 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 ui. Hai đứa tranh nhau ăn kẹo. Ở đằng sau bạn Vi và bạn Đan kia là có một con ngựa nhá mọi người nhá. À có hai con. Đấy. Ở tít trên kia vẫn còn nữa cơ, nhưng mà tí lát nữa chắc là nó sẽ chạy xuống đây đấy. Hai bạn Vi và Đan có sợ ngựa không? Không. Đấy. À, trên kia kìa con ngựa kìa. Sợ nó đá đấy, chứ không sợ nó đá. Mình zoom lên cho các bạn xem nhá. Đấy. Đấy, trên tay bạn Đan đang cầm cái gì đấy? Bim bim. Bim đấy là bim bim gì nhỉ? Hôm nay bọn mình là đi lên trên đồi xong là không biết là bạn Vi với bạn Đan là xách cả cái túi vàng vàng trong đấy không biết là có cái gì các bạn ạ. À? Ui Vi có cái gì đấy? Dạ, túi vàng vàng ở đấy cũng có cái này nè. Ừ, kẹo à? Đấy. Kẹo này có thể kéo dài. Thử mở ra xem nào. À cái này là cái kẹo dài dài này. Kẹo này có ngon không đấy? Có. Mỗi giờ ăn một đầu nhá.
Đúng rồi, mỗi người ăn một đầu xem nào. Bố được ăn chưa bố? Cái bố chưa được ăn đâu. À cái này phải kéo cái này ra. Đây, bố kéo cho. Ui, dài thế. Nào, mỗi người ăn một đầu xem nào. Không biết mỗi người cắn một đầu thế này, cắn đến gần nhau. Vị mút à? Ngon không ấy? Có. Vị nó như thế nào đấy? Chua không? Không. Ngọt à? Mở ra xem nào, mở bên bim ra nào. Kẹp lép hết rồi. Mở ra đi. Đâu, bên này trái ba bốn con đâu. Bốn con mà, kìa. Kìa. Một, hai, ba, bốn. Đúng. Một, hai, ba, bốn. Đấy, đúng chưa? Bim bim gì đây? Bim ớt. Bim ớt à? Đấy, úi dồi ôi, nhiều thế. Xin mời tất cả các bạn ăn cùng bọn mình nha. Xin mời các bạn ăn cùng mình nha.